Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang đứng ở trên khu vực gần với Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn. Chúng ta đang đi trên con đường quốc lộ 1A. Và bên tay phải chúng ta đây là đầu ngõ của đường Trịnh Tú. Và xin mời các bạn đi vào đường Trịnh Tú. Và từ đằng trước mặt kia thì cách đây khoảng 300m là đền Dâu. Đền Dâu khá nổi tiếng và rất nhiều người biết đến, kể cả là những người ngoài tỉnh, các tỉnh lân cận cũng về đền Dâu để lễ. Chúng ta đi vào con đường Trịnh Tú. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một mảnh đất ở dãy thứ 5. Khu vực này là gần với Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn. Đường Trịnh Tú khoảng tầm 200m. Và khoảng 200m thì chúng ta nhìn thấy bên tay phải là con đường Nguyễn Bắc. Đây là một cái nhà hàng karaoke ở ngay cái đầu đường Nguyễn Bắc này luôn. Một karaoke rất là đẹp. Chúng ta tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Bắc này để đến với cái lô đất ngày hôm nay. Con đường bê tông dẫn đến mảnh đất. Đây là dãy thứ 5. Đường bê tông trong quy hoạch là 15m. Từ đầu đường Nguyễn Bắc đi vào mảnh đất ngày hôm nay cũng khoảng tầm 200m thôi. Ở đây chúng ta đã, tôi nhìn thấy trước mặt kia rồi. Mảnh đất này là có diện tích như đã nói là mặt tiền là 5m và chiều sâu là 20m. Tổng diện tích là 100m². Đây, trước mặt tôi đây. Mảnh đất có mặt tiền đường bê tông đây, quay về hướng này là hướng nam. Mảnh đất này nằm rất gần với Ủy ban Nhân dân phường Nam Sơn. Từ đây về Ủy ban Nhân dân phường chắc khoảng tầm 300m. Và ra với đường quốc lộ 1A là đằng trước mặt đây, hướng nam đây là quốc lộ 1A là cũng khoảng tầm 200m. Mảnh đất này nằm trên vị trí rất là bằng phẳng. Chúng tôi thấy là đây có một cái nền đường cũng như là cái khu vực xung quanh đây bằng phẳng. Có thể nói là rất thuận tiện để xây nhà. Đằng sau phía xa kia khoảng 500m kia là nhà máy xi măng Tam Điệp. Khu giày da, đường quốc lộ 1A chỉ khoảng 200m thôi. Rất thuận tiện giao thông, gần Ủy ban Nhân dân phường, gần với công ty giày Adora Việt Nam và một số công ty may mặc, cụm công nghiệp thành phố Tam Điệp. Đường bê tông trước mặt này trong quy hoạch là đường bê tông 15m. Hiện tại thì đường bê tông đã được đổ và vỉa hè thì sẽ được làm trong thời gian gần nhất thôi. Hôm nay đồng hành với chúng tôi là có chị Vân Anh. Vâng, xin chào chị. Hy vọng là chị sẽ mang đến một cái duyên cho chúng ta, giới thiệu đến các bạn mọi người những cái lô đất đẹp để mọi người có thể là được đầu tư cũng như là có thể là ở một những cái vị trí đẹp nhất của thành phố Tam Điệp. Xin chào các bạn và xin cảm ơn. Chị sẽ cố gắng để cho chúng ta có những cái cho cái gì? Có những cái duyên kỳ ngộ. Chúng tôi rất muốn được tác hợp cùng với chị Vân Anh. Cứ đứng trước ống kính là không biết nói cái gì, không biết làm cái gì. Cùng với quan viên bốn họ hình thành nên những cái mối tương duyên mới. Thực tế thì cháu được vẹn toàn. chuyển sang mẹ MC đám cưới này. Lẽ là trong những lúc mà chúng tôi đi xem đất đấy các bạn, thì không thể tránh khỏi những lúc mà bị áp lực căng thẳng, cho nên có những cái câu chuyện vui để cho anh em được giảm bớt những cái sở chép trên cái con đường mà chinh phục đất nước. Thực tế thì chị Vân Anh cũng đã đồng hành với chúng ta rất nhiều lần rồi, nhưng mà nó có thể nói là hôm nay mình chính thức là chị chịu được để lên hình cùng với anh em. Vâng. Đúng không ạ? Mang đến cho anh em một cái luồng gió mới hơn, có một cái duyên hơn để cho nhiều người biết đến. Nói chung là cũng có nam thì phải có nữ. Đúng rồi. Có nam có nữ thì cũng giống như là những tất cả những cái mảnh đất là phải có phong thủy.
Vâng, chúng ta đang trên con đường bê tông, con đường mà đã được quy hoạch trong cái khu phân lô này. Như vậy là chúng tôi xin nói luôn cái giá của mảnh đất ngày hôm nay. Mảnh đất 100m², mặt tiền 5m và dài 20m. Có giá công khai là 565 triệu. Vâng. Chúng tôi sẽ báo giá công khai để cho anh chị cô bác có thể là biết và tham khảo, tính toán xem là có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Nếu cô bác anh chị thấy phù hợp và có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi. Anh Long Việt, số điện thoại 085-928-7777 hoặc số điện thoại của tôi Tuân Sport 0964-320-888 hoặc các bạn có thể liên hệ với chị Vân Anh, số điện thoại 0977-676-959. Xin cảm ơn.